Quý vị và các bạn thân mến, mình là Tử Vi Hoan Hỷ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, mình là Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi thứ hai ngày 10 tháng 7 năm 2023, và theo âm lịch hôm nay là ngày 23 tháng 5 năm Quý Mão. Ngày này là ngày Kỷ Tỵ, tháng Mậu Ngọ năm Quý Mão, và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Cao Trận, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Chủ Tước. Về ngũ hành niên mệnh Đại Lâm Mộc ngày Kỷ Tỵ, tức chi sinh can, nghĩa là họa sinh cho thổ, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm Đại Lâm Mộc kỵ tuổi Quý Hợi, Đinh Hợi, ngày thuộc hành mộc khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi Tân Mùi, Kỷ Dậu, Đinh Tỵ thuộc hành thổ không sợ mộc. Ngày Tỵ lục hợp với Thân, tam hợp với Sửu và Dậu thành kim cục, xung với Hợi hình thân, hại dần, phá thân và tuyệt tý. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Tân Hợi, Đinh Hợi, tuổi xung trong tháng, tuổi Bính Tý, Giáp Tý. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Phúc Hậu tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao Đại Hồng Sa tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Huyền Vũ kỵ về an táng. Và đặc biệt á, ngày 10 tháng 7 năm 2023, tức là ngày 23 tháng 5 năm Quý Mão, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, mùng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi bùn, dân gian còn gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng, khó đạt được kết quả như ý muốn. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Đông Bắc, tài thần hướng Chính Nam. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ hai ngày 10 tháng 7 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất nhé. Tử vi thứ hai ngày 10 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tý. Xem tử vi ngày của 12 con giáp cho thấy thiên tài xuất hiện trong vận trình, người tuổi Tý đang tham gia các công việc tay trái có cơ hội nhận được khoản tiền hậu hĩnh trong ngày hôm nay. Nhờ có khoản tiền này, bạn có thể tiêu xài vô cùng thoải mái. May mắn hơn, một số người còn có cơ hội phát tài bất ngờ nhờ trúng số hoặc trúng thưởng. Hãy có cách sử dụng số tiền này hợp lý, tốt nhất là gửi tiết kiệm hoặc đầu tư, chứ đừng nên quá tập trung vào mua bán, sắm sửa đồ dùng hào nhoáng. Thủy khắc hỏa cho thấy dấu hiệu chẳng lành trên phương diện tình cảm của bản mệnh. Có thể người bạn luôn tin tưởng suốt bấy lâu nay lại phản bội bạn, khiến bạn tổn thương sâu sắc. Đây có thể là vết thương khó lòng lành lặn của bạn. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, nhận được khoản tiền hậu hĩnh. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, công lao được đền đáp xứng đáng. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, có cơ hội phát tài nhờ may mắn. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, bị người tưởng chừng thân thiết phản bội. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, chịu nhiều tổn thương trong tình cảm. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 18, số 90, số 27. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, đen, trắng. Quý nhân phù trợ, Dậu, Thân, Tỵ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công.
Tử vi thứ hai, ngày mùng 10 tháng 7 năm 2023 của tuổi Sửu. Bước sang ngày mới, gặp tỷ kiên chiếu mệnh, điều này đẩy người tuổi Sửu vướng vào những mâu thuẫn, tranh chấp với đồng nghiệp. Vì danh lợi mà nhiều người sẵn sàng trở mặt, tìm cách hãm hại người quen. Bạn cần phải tỉnh táo để đưa ra những sự lựa chọn đúng đắn. Tốt nhất, hôm nay, bạn nên tập trung vào nhiệm vụ của mình và tránh lo chuyện bao đồng. Nếu nhận thấy ai đang mang lại ảnh hưởng không tốt với mình, bạn cũng hãy chủ động kéo giãn khoảng cách, chớ để mình chịu tác động xấu. Hỏa sinh thổ, các cặp đôi tuổi Sửu được tận hưởng một ngày hạnh phúc. Dù ngoài xã hội bạn phải chịu đựng nhiều áp lực, song chỉ cần nhìn thấy người ấy, bạn đã cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ trở lại ngay. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, dễ vướng vào tranh chấp với đồng nghiệp. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, nên tập trung vào nhiệm vụ của mình. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, đừng giao du với người không tốt. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, quan hệ vợ chồng hòa hợp, đôi bên thấu hiểu nhau. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, nửa kia khiến bạn thấy hạnh phúc. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 64, số 71, số 35. Giờ tốt, từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, cà phê, xám. Quý nhân phù trợ, Tuất, Mão, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày mùng 10 tháng 7 năm 2023 của tuổi Dần. Xem tử vi hàng ngày, phương Đông chỉ ra rằng tương hình ám hại, người tuổi Dần cần cẩn thận trước nguy cơ bị kẻ tiểu nhân âm thầm hãm hại. Bản mệnh cần đặc biệt cảnh giác với những kẻ đon đả, tìm cách lấy lòng mình. Với người làm lãnh đạo, bạn cần phải sáng suốt để đưa ra những quyết định đúng đắn, chớ nên ba phải tin theo lời xúi dục của kẻ khác. Mọi quyết định của bản mệnh không chỉ ảnh hưởng tới chính bản thân mà còn tới cả tập thể, vì thế càng cần cẩn trọng hơn. May mắn trên phương diện tình cảm có mộc sinh hỏa, con giáp này nên tâm sự, trò chuyện với gia đình của mình nhiều hơn. Mọi người có thể đưa ra cho bạn những gợi ý hữu ích, giúp bạn thoát khỏi tình trạng bế tắc ở hiện tại. Câu quyết cho các tuổi Dần. Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, cẩn thận nguy cơ bị kẻ xấu hãm hại. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, dễ vướng phải khó khăn không tìm ra cách giải quyết. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, chớ tin theo lời xúi dục của người khác. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, nửa kia luôn sẵn sàng cùng bạn vượt khó khăn. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, cần đưa ra những quyết định sáng suốt. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 68, số 36, số 06. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, xanh rêu, xanh da trời. Quý nhân phù trợ, Mùi, Tuất, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày mùng 10 tháng 7 năm 2023 của tuổi Mão. Xem tử vi cho thấy, mộc sinh hỏa, người tuổi Mão xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa trong ngày hôm nay. Bạn luôn niềm nở, sẵn sàng giúp đỡ mọi người nên ai cũng yêu mến. Thời điểm này, bạn còn có cơ hội gặp được quý nhân. Phương diện tình cảm cũng đón nhận những tín hiệu lạc quan khi người tuổi này dẫn mở lòng với bạn bè khác giới. Bạn đã sẵn sàng bước chân vào một mối quan hệ mới và bỏ những tổn thương trong quá khứ lại phía sau lưng. Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hôm nay cả hỷ thần ở hướng đông bắc và tài thần ở hướng nam. Câu quyết cho các tuổi Mão. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, xây dựng được quan hệ xã giao hài hòa. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, có cơ hội gặp gỡ được quý nhân. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, mở lòng hơn với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc,
hãy quên đi những tổn thương trong quá khứ. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim nên xuất hành theo hướng hoàng đạo. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 4 sao; tài lộc, đánh giá đạt 4 sao; sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao; tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn: số 60, số 37, số 20. Giờ tốt: từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường: xanh lá cây, xanh rêu. Quý nhân phù trợ: Sửu, Tuất, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày mùng 10 tháng 7 năm 2023 của tuổi Thìn. Tiếp nối tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, kiếp tài chiếu mệnh có quyết tâm bắt tay hiện thực hóa các kế hoạch của mình. Tuy nhiên, có thể bạn đang quá chủ quan nên không nhìn nhận ra những yếu tố bất lợi mình sẽ phải đối mặt. Vì thế, việc lắng nghe lời khuyên của người khác là rất quan trọng. Đã đến lúc bản mệnh hạ cái tôi cá nhân xuống để có thể tiếp thu quan điểm dù là trái chiều của mọi người xung quanh. Nếu làm được việc ấy, bạn sẽ nhanh chóng vươn lên thôi. Hỏa sinh thổ, bạn là một người hạnh phúc vì đã tìm được một nửa kia thấu hiểu và biết trân trọng bạn. Hãy luôn dành cho người ấy sự quan tâm và thấu hiểu tương tự, như vậy thì mối quan hệ của đôi bên sẽ mãi mãi bền lâu. Câu quyết cho các tuổi Thìn. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, sẵn sàng bắt tay vào công việc. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, không nên nhìn nhận, đánh giá vấn đề chủ quan. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, hãy tiếp thu ý kiến của mọi người. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, hãy hạ cái tôi cá nhân của mình xuống. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, gia đình tiếp thêm cho bạn lòng dũng cảm. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 4 sao; tài lộc, đánh giá đạt 4 sao; sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao; tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn: số 08, số 19, số 66. Giờ tốt: từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường: vàng, nâu. Quý nhân phù trợ: Tuất, Dậu, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày mùng 10 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tỵ. Bước sang ngày mới, kiếp tài tác động, người tuổi Tỵ dễ vướng phải những phi vụ tranh quyền đoạt lợi giữa đồng nghiệp, bạn bè với nhau. Bạn cần giữ vững lập trường của mình, chớ để bản thân lung lay vì những lời rủ rê, bàn ra tán vào. Bạn vốn là một người mạnh mẽ, kiên định nhưng đôi khi những quyết định của bạn quá chủ quan, nông nổi khiến bạn phải đối diện với nhiều rắc rối. Vì vậy, bạn cần học cách bàn bạc, trao đổi với mọi người xung quanh nhiều hơn, đừng để mọi người hiểu lầm mình là con giáp nhỏ nhen. Hỏa vượng nhắc nhở con giáp này không nên cư xử quá nóng nảy. Nếu có việc gì gây khó chịu, bạn không nên giữ trong lòng rồi đến một lúc nào đó bùng nổ mà nên tâm sự với những người đáng tin cậy xung quanh. Câu quyết cho các tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, dễ vướng phải những phi vụ tranh quyền đoạt lợi. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, giữ vững lập trường của bản thân, tránh bị rủ rê, lôi kéo. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, quá chủ quan, nông nổi, không nghe lời ai. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, học cách trao đổi, hợp tác với người khác. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, không nên nóng nảy khi gặp chuyện không hài lòng. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao; tài lộc, đánh giá đạt 4 sao; sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao; tình cảm, đánh giá đạt 4 sao. Con số may mắn: số 52, số 39, số 48. Giờ tốt: từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường: đỏ, tím. Quý nhân phù trợ: Sửu, Ngọ, Dậu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày mùng 10 tháng 7 năm 2023 của tuổi Ngọ. Vận trình ngày mới được tam hội nâng bước, người tuổi Ngọ sẵn sàng tiên phong trong mọi việc,
cho dù đó là lĩnh vực mới bạn chưa hề tiếp xúc đi nữa. Tinh thần tích cực của bạn truyền sang cho mọi người xung quanh, giúp tập thể đạt được bước tiến đáng mừng. Với người làm ăn kinh doanh, hôm nay, bản mệnh có thể gặp được những đối tác triển vọng, hứa hẹn một khoản lãi lời đáng ngưỡng mộ trong tương lai. Hãy hoàn thành thật đúng hợp đồng để khẳng định vị thế và giá trị của bản thân. Trong ngày hỏa vượng, bản mệnh dễ mắc các bệnh về tim mạch, thiếu máu, bệnh về mắt, mũi, ruột non, lưỡi. Vì thế, hãy chú ý giữ gìn sức khỏe của mình, ăn uống, sinh hoạt điều độ để cơ thể luôn khỏe mạnh. Câu quyết cho các tuổi ngọ. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, gặp nhiều điều thuận lợi trong công việc. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, luôn giữ tinh thần tích cực trong mọi việc. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, gặp được đối tác, khách hàng đầy triển vọng. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, thích hợp để mở rộng kinh doanh, ký kết hợp đồng. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, hãy dũng cảm chấp nhận các thử thách. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 21, số 30, số 12. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, tím, đỏ. Quý nhân phù trợ, Tuất, Mão, Dần. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày mùng 10 tháng 7 năm 2023 của tuổi Mùi. Hỏa sinh thổ, người tuổi Mùi còn độc thân có một ngày vô cùng đào hoa. Bạn dễ dàng tạo được ấn tượng tốt với rất nhiều người khác phái nhờ nét quyến rũ của riêng mình. Hãy quan sát thật kỹ trước khi đưa ra quyết định đến với ai đó nhé. Những người đã lập gia đình có một ngày rất bình yên. Sự quan tâm và thấu hiểu của nửa kia khiến bạn luôn tin tưởng tâm sự với người ấy mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống. Bạn tin rằng hai vợ chồng đồng lòng có thể vượt qua mọi khó khăn. Thực thần ghé thăm cũng mang tới tin vui tài lộc cho những ai làm nghề tự do. Nếu cứ giữ đà cố gắng này, bạn chắc chắn sẽ còn gặt hái được nhiều điều đáng mừng hơn bây giờ nữa. Đừng vội hài lòng với thực tại nhé. Câu quyết cho các tuổi Mùi. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh kim, tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác giới. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh thủy, có cơ hội tìm được nửa kia, quan sát kỹ trước khi quyết định. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh hỏa, nhận được kết quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh thổ, không nên vội hài lòng với thực tại, hãy tiếp tục cố gắng. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh mộc, vợ chồng đồng lòng khắc phục khó khăn. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 59, số 39, số 67. Giờ tốt, từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, vàng. Quý nhân phù trợ, Hợi, Mão, Dậu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày mùng 10 tháng 7 năm 2023 của tuổi Thân. Dưới sự thúc đẩy của nhị hợp, người tuổi Thân có một ngày làm việc hiệu quả. Chỉ cần bình tĩnh xử lý công việc và trao đổi kinh nghiệm với mọi người thì bản mệnh có thể giải quyết nhanh chóng tất cả mọi vấn đề. Bên cạnh đó, đừng ngại mở lòng mình và giữ thái độ niềm nở với tất cả mọi người, có thể quý nhân tương lai của bạn đang ở ngay bên cạnh đấy. Hãy luôn tạo ấn tượng thật tốt với mọi người xung quanh, mọi việc cũng sẽ theo đó mà trở nên trôi chảy. Tuy nhiên, hỏa khắc kim cảnh báo những tác động tiêu cực trên phương diện tình cảm. Nếu đã lập gia đình, bạn cần chú ý giữ khoảng cách thích hợp với người khác giới, đừng ham vui nhất thời gây tổn hại đến những người thân yêu nhất. Câu quyết cho các tuổi Thân. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh thủy, khẳng định được vị thế của bản thân. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh hỏa, chú ý trao đổi công việc với mọi người. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh thổ, hãy mở rộng các mối quan hệ của mình. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh mộc, chú ý giữ khoảng cách với người khác. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh kim, quan tâm hơn đến hạnh phúc gia đình. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá,
đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 60, số 19, số 05. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, trắng. Quý nhân phù trợ, Tý, Thìn, Dậu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày mùng 10 tháng 7 năm 2023 của tuổi Dậu. Tử vi hàng ngày cho thấy, thực thần nâng đỡ, người tuổi Dậu làm công việc tự do được nhận khoản tiền công xứng đáng trong ngày hôm nay. Bạn càng lúc càng khẳng định được vị thế nên khách hàng, đối tác lúc nào cũng tấp nập. Người làm ăn kinh doanh có thể xem xét dần mở rộng thị trường. Tất nhiên, ở giai đoạn mới bắt đầu, bản mệnh sẽ không tránh khỏi vất vả, song dần dần, bạn sẽ trông thấy kết quả ở những việc mình làm, từ đó có nhiều niềm tin và động lực hơn. Hỏa khắc kim, người tuổi Dậu nên xem xét lại những mối quan hệ xung quanh mình. Có những người đáng để kết giao, luôn sẵn lòng giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn, nhưng cũng có những người muốn tiếp cận bạn chỉ để lợi dụng hoặc gây tổn thương cho bạn. Câu quyết cho các tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, nhận được khoản tiền công xứng đáng. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, khẳng định được vị thế của mình. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, dù vất vả nhưng gặt hái được thành quả. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, nên xem xét lại các mối quan hệ xã giao. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, tránh xa những người gây ảnh hưởng xấu. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 58, số 36, số 12. Giờ tốt, từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường, bạch kim, tám. Quý nhân phù trợ, Tỵ, Sửu, Thìn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày mùng 10 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tuất. Hỏa sinh thổ, người tuổi Tuất còn độc thân có thể được giới thiệu cho đối tượng khá triển vọng trong ngày hôm nay. Chỉ cần bạn chịu mở lòng mình, bạn ắt sẽ nhận thấy nhiều điều đáng quý và thú vị ở đối phương. Với người đã lập gia đình, bạn ý thức được trách nhiệm của bản thân nên luôn dành thời gian và sự quan tâm cho các thành viên. Hơn nữa, gia đình chính là động lực để bạn cố gắng phấn đấu mỗi ngày, hướng đến một tương lai tươi sáng hơn. Kiếp tài đem tới cho bản mệnh lòng quyết tâm chinh phục các mục tiêu. Bạn không ngại khó khăn ở trước mắt bởi theo bạn, khó khăn chính là lúc rèn luyện bản thân, khẳng định bản lĩnh, khiến mọi người phải nhìn mình bằng ánh mắt khác xưa. Câu quyết cho các tuổi Tuất. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, sẵn sàng thực hiện các kế hoạch của mình. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, không sợ hãi khi đối diện với khó khăn. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, hãy thể hiện con người thật của mình. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, có trách nhiệm với gia đình của mình. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, hãy mở lòng khi tiếp xúc với mọi người. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 21, số 39, số 74. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, cam. Quý nhân phù trợ, Thân, Dần, Ngọ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày mùng 10 tháng 7 năm 2023 của tuổi Hợi. Xem tử vi hôm nay, người tuổi Hợi phải chịu ảnh hưởng của cục diện tương xung nên dễ mâu thuẫn với mọi người xung quanh. Dường như kẻ tiểu nhân luôn tìm mọi cách để bắt bẻ bạn, khiến bạn khó có thể tập trung vào công việc của mình. Với người làm ăn kinh doanh, bạn cũng phải chịu sự cạnh tranh gay gắt từ đối thủ. Hãy tinh tường để có thể nhận ra các mánh khóe của đối phương, tránh để mình rơi vào bẫy.
Tin rằng với kinh nghiệm của mình, bạn có thể vượt qua mọi chuyện. Thủy khắc hỏa, bản mệnh có thể xảy ra xung đột với bạn đời của mình. Hai người cần bình tĩnh nói chuyện với nhau và bao dung nhau nhiều hơn. To tiếng không giải quyết được vấn đề mà nhiều khi còn dễ gây tổn thương cho người đối diện. Câu quyết cho các tuổi Hợi. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, công việc tiến triển không được thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, khó có thể tập trung cho công việc. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, chịu sự cạnh tranh gay gắt của đối thủ. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, vượt qua khó khăn nhờ kinh nghiệm phong phú. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, cần bình tĩnh giải quyết các mâu thuẫn. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 19, số 02, số 97. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, đen, xanh lam. Quý nhân phù trợ, Ý, Sửu, Mùi. Vâng, quý cô bác và anh chị kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác, anh chị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.